Thưa thầy Hạnh Tuệ, cho con hỏi, khi mình xem phim trên tivi, ở đây là cư sĩ Phật tử, nhưng không tác ý bất thiện về bộ phim đó, chỉ xem để giải trí, thì có được coi là bất thiện hay không? À, sư phải bôi cái chữ giải trí. Quý vị giải trí bằng tâm gì? À, muốn biết nó có phải là bất thiện hay không á, thì mình chỉ cần coi là có phải là tâm thiện hay không là đủ rồi. À, tự hỏi mình nha và tự trả lời. Quý vị có đang coi phim bằng tâm từ bằng tâm từ vô lượng với chúng sanh? Quý vị có đang coi phim bằng tâm từ, hay là quý vị coi phim bằng tâm bi, lòng bi mẫn với chúng sanh, có không? Hay là quý vị coi phim bằng tâm hỷ, vui với cái nhân lành và quả lành của chúng sanh, hay là quý vị đang coi phim bằng tâm xả, thấy chúng sanh có nghiệp của mình, hay là quý vị đang coi phim bằng trí tuệ quán, nhìn thấy danh và sắc, hay là quý vị đang coi phim bằng cái trí nhàm chán? Hình như không có, sư nói nó cao quá hả? Hay là quý vị đang coi phim mà quý vị đang nghĩ về giới? À, đây là giới nè, đây là định nè, đây là tuệ nè, đây là sắc sanh nên bỏ nè, đây là trộm cắp nè, trộm cắp nên bỏ nè. Có không? À, khi mà chúng ta không dùng những tâm thiện để chúng ta coi phim thì tự nhiên nó phải là tâm bất thiện. Và xin thưa thì hầu hết các bộ phim quý vị không thể coi bằng tâm thiện được. Tại nếu như mình dùng tâm thiện thì mình không có coi phim. Nó thẳng vậy đó. Mình dùng tâm thiện thì mình không có coi phim. Trừ một số nó thuộc về gọi là phim tài liệu, nghiên cứu thì sẽ không tính. Chứ còn những cái thuộc giải trí thì đó, quý vị tự trả lời mình. Để chi vậy? Để tránh cái gọi là tự lừa mình dối người ha. Và sư xin phép qua câu hỏi tiếp theo.